Cây cao 3 mét không à? 3 mét mấy không à? Ở trên này nước ngọt không hả chú? Dạ, ở đây nước còn ngọt. Ở dưới nước mặn này, dạ. Dưới tưới cây không được. Quá chừng còn quá chừng giấy luôn. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Có phần giấy thì Tết giấy mỗi năm thì cây hoa giấy là một trong những cây hoa mà được bày bán rất là nhiều. Chạy lên sắp tới ở những cái chợ hoa. Đây là xã Phú Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bến Tre. Ngày hôm nay là ngày 26 Tết rồi các bạn. Thường là tầm ngày mười mấy cho tới ngày 20, 20 mấy, hơn 21, 22 là xe tải sẽ tới nơi đây để vận chuyển hoa giấy đi các tỉnh. Hôm nay là ngày 26 rồi. Nếu hôm nay mà còn hoa giấy lại là coi như là không bán được các bạn. Rồi năm nay bị sương muối, cô chú cũng rất là than luôn. Bị sương muối hoa nó rụng hết trơn, không có bán được. Bây giờ mình đi lên đây mình quay cho bạn coi là hoa giấy năm nay nó cái tình trạng là nó ế rất là nhiều luôn ở cái làng hoa giấy. Nhưng hôm nay là ngày 26 mà còn lại ở nơi này là coi như là ế các bạn. Nhưng mà không sao, như hoa giấy thì mình để lại cái gốc thì năm sau mình vẫn còn làm lại, mình bán lại được. Chứ không có giống như là bông nhãn thọ. Bông nhãn thọ nếu mà bán không được là bỏ luôn. Bông mai, bông giấy thì năm sau mình vẫn bán lại được. Thì để qua năm thì cây nó càng bự hơn, bán có giá hơn thôi. Năm nay lại có tình trạng là bị sương muối nữa các bạn. Hoa nó vừa trổ thôi, người ta sắp chuẩn bị vận chuyển đi thì nó rụng hết trơn. Rụng hết trơn thì thương lái người ta không có lấy. Người ta nhìn người ta biết cái người ta không có lấy. Mà mình thấy cái tình trạng mà mua hoa chơi Tết thì cũng giảm hơn so với năm rồi nữa. Hồi mấy năm trước thì mình đi trên cái con đường này nè, là xe tải, xe qua lâm là đi ngạt đường luôn. Nhiều khi rất chịu ha, mình đi là kẹt xe luôn á. Mà ở trong đây là một cái con đường nhỏ, một cái nhánh nhỏ, chứ nó không phải là quốc lộ nữa. Còn năm nay á, ví dụ năm nay mình đi thì được khoảng chừng 5 chiếc xe, thì năm rồi là 10 chiếc xe. Cô chú á, bán bông thì cũng than ế rất là nhiều luôn, ế hơn cái tình trạng bán ế hơn năm rồi. Trời ơi, ở trong kia nó quá trời luôn đi. Trời ơi, ở thuốc trong kia nè. Thuốc kia đó. Nguyên cái giải này hết biết luôn. Giấy ế thiệt. Bên đây nữa nè. Bây giờ dân mà bán không được ăn Tết chứ không ngon lành vậy. Tiện đâu ăn Tết. Ở đây dân người ta làm con giấy không à? Toàn làm con giấy không? Túi ở trong này quá chừng mẹ ơi. Quá trời. Đây nè, cái con giấy bên đây cổ thụ nè. Thấy không? Cổ thụ là mấy cây lớn, nó cao to hơn ta hết á. Trời ơi, mấy cây này đẹp quá vậy. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì đây là vườn hoa giấy mà có nhiều cây hoa bự lắm các bạn. Ở trong đây nè, vườn hoa... Mình đi nguyên một cái làng hoa giấy thì mình thấy vườn này là có nhiều hoa giấy bự mà vừa có nhận nuôi dưỡng mà cho thuê hoa nữa các bạn. Vô đây mình tham quan chút nha.
mình tới đây mình muốn tham quan chụp hình thì mình vô mình xin chủ nhà người ta cho thoải mái lắm, không có khó khăn gì hết trơn á. Đây là vườn hoa giấy Bảy Huyện. Trong đây nè, nhiều cây bự lắm, phía trong đây nè các bạn. Mình năm nay là không biết đây phải chủ nhà không à. Anh ơi cho em tham quan đây chút được không? Trời mấy cái này bự bự đẹp không à các bạn. Thôi coi nè, cây cao 3 mét không à, 3 mét mấy không à. Cái gốc này cũng lâu năm á. Tại mẹ biết không, mẹ nhớ không cái lúc mà cô Sáu có cây bông giấy mẹ, có cái gốc á mà lâu năm lắm luôn mà nó cũng có chút xíu bằng cầm tay à. Còn cái gốc này bự chảng luôn á. Gốc này nhiều tiền lắm á. Gốc này để mình ấy ngón tay vô cho các bạn coi là nó bay lớn nha. Chứ nhiều khi mình ấy thì nó vậy các bạn thấy nó bay lớn không? Quá trời này cổ thụ luôn. Lâu năm lắm á. Thì cái gốc gì cũng mấy chục quá. Mấy gốc bự bự rồi mấy chục triệu không hả? Cái này người ta ghép nè. Năm nay á mình thấy đi lên làng bông giấy này mình thấy còn quá chừng bông luôn các bạn. Không còn như nhà nào mà cái ô mà hết á là mình thấy khỏe hả. Hay ăn Tết là thấy ngon lành vậy đó. Cái cây này có cái bông giấy này đẹp nè mẹ. Bông giấy bông giấy Mỹ. Đây nè, không phải. Này cái bông nó lạ lắm. Giống như bông giấy Mỹ á. Nhưng mà nó nhẽn nhẽn mà điều nó không có, nó ở trong nít lá, còn này nó lòi ra. Này nó nhẽn như cái lá vậy đó. Quá chừng đẹp luôn. Trời ơi đủ màu sắc người ta cũng đẹp gì đâu. Cái này người ta bắt vàng sắc chú ơi. Này bắt vàng sắc đỡ lên nè. Bắt vàng sắc đỡ bợ lên. Cái này chừng nào mà mình kiểu như mình không có biết chăm sóc, mình có thể Tết á mình thuê cái người ta chở lại tới nhà mình chưng cho hết Tết xong rồi người ta lên người ta chở về. Đây rộng vườn rộng vậy thì nó mai vườn là rộng mà toàn là bông giấy cổ thụ không à, cổ thụ cây lâu năm không à. Thuê thì chắc nó rẻ hơn hả mẹ? Thuê rẻ hơn mà mình không có cần chăm sóc, không có cần gì hết. Thuê rồi chân xong trở về nhưng mà nhà sát lộ rồi, nó thuê mới được. Cái nhà mình ở trong thuê khó đem vô, nó rụng bông hết. Xe chở dục giặt cái rụng hết. Đi vô trong đây thử rồi mẹ. Ở trong đây cũng có mấy cây đẹp lắm á. Trong đây nè. Ở đây người ta làm đường đi nè, chủ nhà làm đường đi kia nè, đẹp không? Có nhiều cô chú anh chị hỏi mình là bông giấy nhiêu cây, thực sự là mình cũng không biết trả lời sao luôn. Tại vì cái cây nhỏ vậy giá khác, vậy cái cây hơn bự hơn chút thì giá khác, bự hơn chút nữa giá khác, đủ giá hết trơn à, mình không có biết được. Cho nên cũng khó trả lời, ví dụ như chỉ đúng cây đó thì mình hỏi chủ nhà thì mình mới biết được cái giá, còn cây nó bự nhỏ đủ kiểu à. Cây bên đây cũng đẹp mà cây bên đây cái lòi cái rễ lên nè. Cây này là các bạn thấy không? Cây bông giấy mà vừa chơi bông mà vừa chơi rễ nữa. Cây rễ của nó lòi lên nè, cái như cái củ vậy. Cái này là mỗi năm người ta sẽ dở lên một miếng các bạn. Mỗi năm sẽ dở không chủ vũ cái rễ dở lên chút. Người ta chìm đất dưới người ta làm lại á. Ta làm lại thì từ từ cái rễ nó mới lòi lên. Làm cũng lâu lắm á, làm cũng lâu lắm mới ra được cái rễ chứ không giỡn đâu. Ta biết tạo rễ rồi đó.
đủ màu luôn á, cái cây đủ màu luôn á, chỉ có vườn bông giấy là sặc sỡ thôi chứ không có bông gì nữa. Nó đủ màu, nó đẹp vậy á. Bên đây chủ nhà làm đủ kiểu hết rồi. Mình thì không có thích cái bông giấy màu cam, mình không thích bông giấy màu cam hoặc là bông giấy bông giấy Mỹ, mình không thích. Bông giấy Mỹ là cái cây này đây, mình chỉ cho các bạn coi, bông giấy Mỹ là cây này nè, không thích cái màu của nó. Cây này là bông giấy Mỹ. Bông giấy Mỹ cái cây nó có gai, cái lá nó cẩm thạch, nhưng mà cái bông nó nhỏ lắm. Mình không thích cái này, thích ông Ấn Độ hoặc là cái màu như vậy nè, mình thích cái màu như vậy nè. Cái màu kiểu như bông giấy một màu thôi, một cây một màu thôi, mình không thích cái cây mà 3-4-5 màu. Cái màu này trắng mà nó pha hương hương đẹp quá ha. À, bên đây là Ấn Độ nữa bạn. Hương hương vật. Ở Ấn Độ to. Bên đây là Ấn Độ to đụng luôn. Ấn Độ cái lá nó bự. Mỹ cái lá nhỏ bông nhỏ, Ấn Độ là cái lá bự bông bự nè. Cái màu cam á. Đó, như cây đó màu cam đó, nó có màu cam với màu da cam, màu hồng cam. Mình không thích cái màu đó. Cái màu coi nó cũ quá, nhìn nó cũ quá, không thích. Mấy cây nhìn này mới thì nó đẹp mà nhìn hồi xưa với làm như nó hơi cũ à. Nhìn như trang như cái bông giả mà bị bay màu vậy đó. Cái gốc này quá trời to. Gốc này ta chơi bông giấy bự kỳ ghế gốc gì á. Còn cái gốc bự to không. Mình thấy ở trong cái cây cái chậu bự như vậy, rồi trong người ta bỏ một cái cây bông giấy vô, người ta hàn cái cây sắt lại nữa. Hàn cho nó đứng chậu nào cũng gió nó lật. Nó tại vì cái bông giấy này nó khi ta dời rễ ha mẹ. Bây giờ đứt bộ ghế hết rồi. Rồi chỉ còn bộ ghế mới á, nó không bám được, nó lật. Bộ ghế còn chưa có bám. Mà tại mỗi năm ta mỏi dở này kia để cho cái ghế nó lồi lên từ từ, bự lồi lên đó các bạn. Cho nên là phải kiềm nó lại. Nhưng mà mấy cây này nó sống dài lắm các bạn. Sống dài lắm. Nó dễ không làm. Dạ. Với người ta có thuốc cái thích ghế rồi á. Chứ mình đâu có làm. Không biết là cây này cây mai đồ này kia, cái bông giấy cây mai đồ nó sống dài lắm, nhưng mà phải biết làm thì mới sống dài luôn. Dùng nguyên gặp cây trắng luôn à. Bông trắng này con cũng thích nữa nè. Bông trắng, trắng này đẹp. Nó bông Mỹ nè, phải không? Sao thấy nó nhỏ đẹp không? Đẹp. Có một cặp luôn. Cặp này ai mua thì mua nguyên cặp, mà ai chơi màu trắng với con phái màu trắng nó coi nó hiền như mà học sinh. Bông giấy Mỹ này cái lá nhỏ xíu xìu à, các bạn coi nè, cái lá nhỏ xíu thì thành cái bông nó cũng nhỏ. Này Mỹ kim thạch ha. Có Mỹ tra, Mỹ xanh á, cái loại bông lá xanh á. Cây này bự quá ha. Xa ra giùm con hửi mẹ, hết cái cây không? Không hết, hết rồi ạ. Vườn của chú Bảy Quyện này là cây bông giấy bự mà người ta có cho thuê nữa. Cho thuê thì giá mình không biết, tại vì giá thuê giá bán gì thì nó cũng tùy cây, cho nên là mình cũng không có nói với các bạn là thuê bao nhiêu được nữa. Để mình ra đây mình hỏi thử một cây đi ha các bạn. Không biết còn cái anh hồi nãy ở ngoài đó không à. Nếu mà còn thì mình hỏi thử một cây thử coi cái giá là cho hơi tầm bao nhiêu. Anh ơi, ở đây á, là có cho thuê với lại nhận chăm sóc ở tại nhà luôn hả anh? Cho thuê thì
Dạ đúng rồi, có vậy. Ủa mà anh phải chỗ nhà không? Dạ anh chủ anh đi bán rồi. Tại vì em không biết, em hỏi thử cái giá cho thuê, không biết làm sao. Có cho hỏi có những gì chị liên hệ với anh Nhã. Dạ. Nhã Hàm Phi á. Dạ. Em cảm ơn nha. Chủ nhà đi bán rồi. Đi. Đi coi tiếp nha. Em cảm ơn nha anh. Đi coi tiếp nha các bạn, còn nhiều lắm, còn nhiều bông giấy ở đằng kia lắm. Tại đây là cái làng bông giấy rồi. Thì cái lúc từ nhà mình mà đi lại đây á nha, là nguyên một con đường khoảng 20-30 cây số. Bông không, cây kiển không. Nguyên một con đường 20-30 cây số á, chứ không phải là tới khúc này đâu. Nhưng mà tại vì khúc này là làng bông giấy, còn mấy khúc kia là người ta làm bông các bạn. Mà xe cộ nhiều quá cho nên mình không quay được. Xe cộ đông, còn cái khúc trong đây thì có xe tải vô lấy hoa, lấy bông thôi. Trời ơi, đây bán bông giấy mà chú này chú còn dịch vụ nấu ăn đám hỏi nữa, đám tiệc nữa. Chỗ trống trống này là Gindi nè, còn Tuốt đằng kia xa, Tuốt đằng kia luôn các bạn, xa lắm. Này, nay 26 hả mẹ? Nay 26 hả? 26. Nay 26 mà không thấy đi là... làm vậy là ế rồi đó. Còn mấy bông bự thì không nói. Đây còn bông giấy nhỏ mà chưa ra được nè. Quá trời. Nhỏ này rẻ nè mà còn ra không được. Đi vô trong đây coi mẹ. Cái này nè, nhỏ nhỏ dễ chân nè. Nhỏ nhỏ dễ xài, dễ chân, ai ít tiền cũng có thể mua được. Không hỏi tới cây này bọn chưa bán ra anh hay gì? Không hỏi chú tưới nước. Chưa bán ra được hả chú? Dạ. Này chưa bán ra được hay gì? Dạ, này ngoài vườn mới đến vậy à. Ờ. Như lấy chưa lại lấy phải không? À. Trời ơi, lên tên này sao thấy bông giấy thấy ham thiệt. Ở dưới Mỏ Cày á. Ờ. Mỏ Cày Nam hả bác? Bác. Dạ. Mà Cày Nam, bác mà như mình giáp ganh Mỏ Cày Nam á. Ờ, giáp Tú cái gì cầu Hòa Lộc á. Cũng như Mỏ Cày Nam. Ờ, như Mỏ Cày Nam. Ngày xưa tôi Mỏ Cày Nam mà sao tách ra mới Mỏ Cày Bắc á. Dạ. Cái này ở trên này nước ngọt không hả chú? Dạ, đây nước ngọt. Ở dưới nước mặn này. Dạ. Dưới tưới cây không được. Dạ, dạ. Dưới phải đóng giếng. Đi đi lên thấy bằng giấy thì thấy hàm á lên lên ghi hình lại. Hôm nay bằng giấy nó bị một chân muối nhiều quá chị ơi. Còn cái đó bạn cái đó để lại năm tới làm hả? Em cắt ra ngày em bán công tình. Vậy hả? Trời ơi lên kia thấy mấy cái vườn cổ thụ không thấy hàm quá. Dạ. Quá trời đẹp luôn. Cái đó mới gốc bự à. Mấy gốc bự người ta để sao người ta chiết lại hả chú, phải không? Ờ. Trên này dân ta sống bằng nghề này không hả chú? Dạ, đây giàu thì nhà trồng bông, trồng cây rồi này kia. Đây kêu làng đây. Ờ. Lên làng. Ở đây thuộc xã gì? Phú Sơn vậy. Phú Sơn hả? Ờ. Ờ. Hơn Chợ Lách là cũng ở huyện Chợ Lách phải không? Dạ, huyện Chợ Lách. Ở trong kia kìa chú. Quá trời quá đất. Chơi đi vòng vòng chơi chút nha chú. Dạ, đi thoải mái chứ. Ờ. Ở đây muốn vô tham quan bông kiển rồi là thoải mái các bạn. Vô hỏi chủ nhà tiếng là vô thoải mái. Tham quan chụp hình đồ, quay phim đồ. Thoải mái, người ta không có
không có rầy, không người ta đang dân này, người ta sống như nghề làm năm người ta cũng dễ dàng nè. Bị sương muối nè mẹ. Ừ, bị sương muối, muối cái nó bị rụng bông hết trơn nè, nó khô bông. Sương muối vậy ta rầu lắm nè, biết sao, ở miệt nào sương muối ta cũng rầu hết. Ở Đà Lạt á là sương muối lá trà nó quéo hết trơn bán không được, miệt Bảo Lộc nữa. Nghe gì mười nói trời ơi, trà mà sương muối cái là dân buồn không có cơm ăn, biết sao bán lá trà. Mình cắt mình hái lá trà mình bán cho nhà máy trà nó sấy trà, sương muối hư hết còn đâu bán. Cái này đẹp quá trời, còn quá trời nhiều mà nay hai mấy mà ta chưa ra hết. Chắc nếu mà xe nó lấy là nó lấy đợt một là ngày mười mấy 20 á, còn nó lấy đợt hai là tầm 24-25 này nè mẹ. Lấy đợt hai đi ra mấy cái tỉnh khác á, mà đợt này á, đợt vậy mà nó chưa, xe chưa vô là chắc bán chậm quá. Hồi nãy giờ mẹ đi vô cái làng này nè, mẹ đâu có thấy xe tải chở ra nữa đâu. Ừ, không thấy ra chắc lên vậy á, bởi là nó dân người ta bán chậm, người ta ăn tết khổ thế bà, đâu có thấy xe tải chở ra nữa đâu. Hồi nãy thấy xe tải đậu không không. Mà bông này đẹp chứ Dung, cái là cái nguyên cái dãn này, giấy này đẹp nè, bông đẹp nè ha. Bông vậy mà ra không được là vất vả người ta dữ lắm á. Tại trồng tại vì trồng bông giấy á, trồng khoảng một năm á các bạn, một năm á, cây trồng chăm sóc một năm á, rồi phải dịch thuốc tới ngày tháng cho nó ra bông á. Trời ơi, bông giấy này đẹp mà ra không được ta, quá trời luôn rồi. Nó nhỏ nhưng có đúng cỡ. Bị sương muối nè, bị hư bông rồi nè. Sao giờ sao bán, giờ lái đâu dám mua. Này, các bạn thấy không? Rụng ha. Giờ lái đâu dám mua cái mấy cái loại này nữa. Người ta mà đủ màu đẹp mấy coi hồi chó lạng đó. Ta mua đem về rụng hết bông. Nhưng giờ hồi thấy thằng bán chá lạ luôn. Vô đây mà chọn bông giấy các bạn, mình chỉ cho bạn kinh nghiệm mà chọn bông, bạn lựa chỗ mà ít bông bạn chọn. Lại giống nhiều bông như vậy là một hồi là nó chán mắt rồi, là không lựa được. Lựa không được. Chá lạng mắt luôn. Nhờ phải đẹp đẹp ý kiến này giờ mới được. Đẹp ý kiến mà không có, sao không có đẹp ý kiến. Bữa nay sáng cũng 7 giờ mấy 8 giờ rồi đó. Mà mặt trời cũng lên sương muối rồi. Sương muối vậy mặt trời nó không lên à. Trời ơi. Bên kia bông giấy Mỹ á vô, bên kia bông giấy Mỹ á. Trắng người ta phai vô đẹp gì đâu. Coi hồi mắt muốn gạ luôn. Hết rồi. Ở phía trong này cũng còn quá chừng. Vừa qua Tết cái là người ta đã cấm, người ta trồng cái khác rồi. Nhanh đó. Không có ở không ngày nào hết trơn. Nông dân không có không ngày nào. Bởi vậy làm ra được một chậu giấy là đúng một năm trời. Đẹp vậy đó. Này ta trồng bụng đột trống, ta để sẵn hết vô. Vô cây á. Mấy cô bên đây cắt nè mẹ. Đi qua bên đây coi mấy cô cắt cái gì vậy? Cắt gì? Đi ngã kia kìa. Cắt đợi trong khâu khúc này còn nhiều sâu. Ở dưới bó cải chị. Lên đi gái nó đi thì quay phim. Chị cắt cái chậu gì nè các bạn. Cây cắt. Mình bằng giấy chơi vậy. Còn cái gốc xong rồi dưỡng lại nó ra lá lại. Đẹp quá trời luôn. Nên lên làng bông giấy dòm chói mắt luôn. Cô lên lúc này là muốn hết bông rồi. Dạ hả? Dạ. Ta đi muốn hết. Ta đi muốn hết rồi. Đầu kè là còn nguyên đường. Cái này là để lại đừng làm năm tới á. Năm tới luôn. Cái này mình vô phân mình tưới nước lại. Dạ đúng rồi, vô phân cái mình nhâm xuống đất. Đỉnh xuống đất nha cô.
chứ mình không có cần thay chậu hả chị? Cái nào bự thì mình vô cái chậu, vô chậu thứ nhỏ đó đó. Ừ, nhỏ thứ này. Ừ. À, đúng rồi. Còn nào thì nhỏ thì mình vô lại cái thùng này. Ừ. Cái gốc này nè chị, trồng một năm nó được hứ bên đó không chị? Đúng rồi, lên tới đó đó. Dạ. Vậy cũng mang người ta biết cách chăm sóc á. Trồng năm là bằng như vậy nè các bạn. Ở đây đó, đất đã đốn cây rồi tốn lắm á, người ta để làm bông không? Làng. Còn xuống dưới tôi á, toàn là dừa không, bát ngát không, bịch mù, mất cài. Dạ. Ở mất cài Nam thấy không? Mất cài, giáp ganh mất cài Nam á. À, mất cài bát. Có thấy nuôi trồng dừa với heo. Ồ, dừa không à? Chứ dân ở dưới không biết làm mấy cái bên ngành bông qua. Ở xứ nào có cái nghề sống chứ. Là cô làm từ từ á, làm công loại bún. Bông cho năm sau rồi đó. Cô ơi, cho con hỏi nha, cái này cái bụng á mà con mua về con tầm bông mình, con với con tầm gao mà nó mới quá, cái gao chết hết trơn là sao cô? Con làm sao cho nó hết? Còn cái bông phân mới, ví dụ phân mới mà phân cũ thì nó ngon, nhưng mà phân mới thì phân này đâu có chết, trồng phân bò thì nó chết. Phân bò mà ví dụ mới em trồng cải. Hả? À. Có đi cải phân có. Mới, đó có vô qua nhà hậu nè. Ở đâu chị? Cái nhà đó là trồng cái gì hay là ờ đúng rồi, trồng mai. Mai hả? Thằng Hậu có mai, mai gì, mai Thủ Đức á, mai mai nhỏ xíu á. À dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Em trồng ba cải á, ba cái bụng mới quá nó chết. Chế nước để cho nó khô lại, cho vài ba bữa là nó hết cái chất đó nó mới xong. Dạ. Trước bò cũng có phèn hay gì đây? Ừ. Dạ. Còn đi quay nữa không? Dạ, Tết thì em đi vòng vòng quay, chứ còn bình thường quay nhà. Ừ. Năm nay ai cũng vậy á cô ơi. Năm nay buôn bán gì cũng bé cũng không mặc. Dạ. Nay có vợ có con này. Dạ, có con rồi cô. Cái bàn ăn gì cũng có thời, có người thì bàn ăn được, có người thì buôn bán rồi cũng chẳng. Bán YouTube thì người nào cũng bán ngon hết trơn. Sau này bá trời luôn. Phần năm nay ai cũng than hết trơn á. Vì cái đường nó nhỏ tắt được. Dạ. Con thấy mấy cái tắt á mà tắt nhỏ người ta bán nhanh nữa. Bán nhanh hơn tắt bự nữa. Cái gì nhỏ cũng được. Tại vì cái túi tiền nó ít. Dạ. Còn mấy cây như bông giấy bự bự thì gặp đại gia mua. Hay nghe nói cây mai á, ai có làng qua ở làng qua bên chợ Bến Tre á, nghe nói cây có cây mai mấy tỷ á. Mà chắc chân để đó đem về cho trồng lại. Hả? Ví dụ như vậy bên con có cây 1 tỷ 2 quả á. Vậy hả? Ví dụ vậy nè, ví dụ như vậy thì thấy cây mai con đẹp quá đi. Ờ. Thì hỏi bán nhiêu. Ừ. Thì nói con nói người ta trả 1 tỷ. À. Thôi để con tỷ hai nó chơi vậy thôi, thì ảo vậy thôi chứ không có. Có nhưng mà thấy có bứng kìa đem qua bên ngay chợ bông rồi mà không biết mấy bà nói với tôi á, mà tôi không có hỏi giá thì mấy bà nghe nói. Giá là giá ảo không, như ví dụ như giờ đại gia thấy cái nói lên thì chưa có thật sự chưa có ai mua hết. Cái mai tỷ hai là nhà con nghe thật sự rồi. Ở dưới tôi có cây mai 600 mấy mà người ta chưa bán. Cũng bự lắm. Mười vô nó mới sống được. Gãy xuống rồi thì sụt thuốc xuống á. Ví dụ bây giờ mình vừa gãy hột mình vừa gãy hột mẹ lên mặt tiền hỏi mẹ con trồng bầu đồng biến con làm vậy không á. Chú thôi nó ăn hết rồi. Ừ, cái chú nè, cái tôi chú nói chứ chú sụt thuốc mỗi tháng mỗi sụt luôn á. Để thôi sau độc thân nó ăn cái tiêu. Hả? Nó đủ 5 bao rồi phải không? Rồi. Em có chồng chưa? Có gia đình chưa? Dạ chưa. Đẹp tướng còn mở chưa chết mà hỏi ta có chồng chưa? Nếu người ta còn mở muốn chết mà bà hỏi người ta có chồng chưa? Thì gặp nay mấy năm rồi. Ừ. Chỉ có
tuổi trẻ giờ chủ nghĩa độc thân trên hết. Thôi hên xui. Chi? Ờ có, lúc nào đi không có người đi nữa. Chị làm cái này là chị là kiểu như làm ngày cho người ta hay sao? Suốt luôn hả chị? Suốt năm luôn hả? Có làm ngày hay gì? Dạ có làm ngày. Ở đây ngày người ta bằng được ngày bao nhiêu? Dạ ngày 253. 253 là tính ăn tiếng nhiêu tiền? Tiếng 8 tiếng cỡ mấy 30 nghìn ạ. Vậy hả? Dạ. Ờ vậy cũng được. Chứ ở dưới à, chủ yếu là có công việc làm suốt hả chị? Có công việc, nói chung là không phải làm suốt mà nó cũng có đợt như qua Tết thì dâm. Ừ. Dâm xong rồi lấy gai, mần cỏ, ừ, lấy kia, xong kệ mình cũng có công chuyện mần cũng có tiền. Có đợt vô mần cái mần bộ vậy. Người ta có cho mình ăn cơm trưa gì không? Dạ không, cơm mình tự làm. Ờ, là 23 ngày. Ngày 8 tiếng. Dạ. Thôi kệ, mần có công chuyện mần vậy, ngày mua cũng được chục gạo. Ờ, chục gạo cũng ăn cũng lâu lắm ạ. À. Dưới em kiếm việc hơi khó đó. Trên ở dưới này, dưới người ta vô công ty công ty đang ghế rồi người ta mặn cái thân à, trẻ đẻ như con vậy á. Ừ. Để con đỡ đi mặn tí tên cho ai mặn. Ừ. Ít lắm, ở đây không có công ty chứ dưới nhiều công ty lắm. Con này là con hết đẻ rồi, con vợ rồi. Con được mấy đứa con vậy? Hai đứa rồi. À. Trời, gắn nuôi gì rồi nó nhờ con. Ừ. 8 đứa mà đi hại học hết cũng đại học vậy. Hết có hai đứa thạc sĩ luôn á. Ừ, cũng nuôi mới nổi. Coi chị cắt cái ghiền luôn. Cắt lẹ đó ha. Quen cắt lẹ. Ê à, dạ mà bịt kín dữ hả? Vậy hả? Một mấy người bồ hôi, mấy người bồ hôi đổ nhiều vậy mà trong mình khỏe lắm á. Ừ, có cái ông ở gần tôi, ổng mần cái là bồ hôi đổ mà ổng coi tướng ổng khỏe ngon lành lắm. Giống như mình à, tối ngày mình không đổ bồ hôi mình phải nấu nước xong mình xong nha chị. Nó ớn lạnh, nó lạnh gì trong mình á. Ừ nó ớn á. Còn mấy người đổ bồ hôi chứ khỏe. Năm mới thì đổ tấu lên đường đó chị. Ra rễ quá chừng nè. Ừ. Ra rễ dưới. Làm gì chứ năm tới tiền không ạ. Thấy cù cù vậy chứ. Tết nuôi cả năm tài. Bên đây của chú này bị ấy xương muối bông á. Ờ uổng. Ờ uổng ghê luôn á. Bên nào cũng bị. À. Xương muối là nó cái bông người ta chê rồi, nó đâu có đẹp cái bông đâu. Bị cháy, bị rụng, bị khô xuống rụng. Bên đây à, chút xương muối nhiều hơi ghê luôn á. Tội nghiệp bằng mà cả năm trời mà xương muối rồi bán không được cũng phải để lại chứ sao. Ừ. Năm sau mới làm lợi nữa. Còn cái gốc năm sau làm lại thì nó ra cây bự hơn. Nhậu năm nay mình lên chợ ba mà mình bán được, năm tới mình nuôi lại mình lên được 3,5. Ừ. Chợ bự hơn, lấy tiền cao hơn chút. Ừ. Trời cháu, ủa cháu này nó làm sáng tưng nha. Mệt nha, mấy ngày ế sao. Trưng luôn. Ừ. Ế là thôi rồi, để năm sau trồng cái khác này. Còn bông giấy ế còn cái cây. Thôi mấy cô này trộn. Ủa cô ơi, cô chỉ con trộn cái tỷ lệ làm sao vậy cô? Cái này nhông nuôi có trộn. 10 bao mộng dừa, 1 bao trấu. Ở dưới chung là tùy theo mai khác. Dạ. Cái này khác đó, chung là không có người nào cũng trộn đó ha. Bây giờ người ta không biết gì hết mà thôi, dừa thôi.
Bên kia có lái qua mô rồi, lái thì câu dài dài trong vườn. Ở đây đất ta làm, người ta làm với mương để luôn hàng 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 sắt luôn. Dạ có, hôm bữa em có lên đây một lần rồi có đi Bến Tre một lần. Mã này bán rẻ quá lỗ tiền công. Thôi hàng ông này ổng tận dụng hết đất luôn à. Ừ, hết đất luôn, để được hết. Ba cái hàng. Ổng hàng sắt. Ông để trên mương luôn. Dưới này nuôi cá. Ở dưới này nuôi cá nữa là rồi, không có chỗ nào không có thu nhập hết. Ngồi cái đó cắm câu rồi dính á. Vậy hả? Lặn chuối từ hả? Vậy hả? Ở dưới có cái ông mới tát cái mương mà ông bắt được 7 cá lóc. Thôi công nhận cá lóc của sao nằm thấy ham nè. Không có được cái nói gì tên là bắt được nha, nói là tốn mất tiền hay lắm. Bởi vậy nó không có tôm hả? Cá lóc ăn hết rồi. Ừ, cá lóc là cá tôm lọc, cá lóc ăn, cá lóc dữ lắm. Con tôm thì nước nào cũng lọt. Ừ. Nó mềm á là nó yếu xìu yếu nhớt kì. Lại ăn. Thôi về Dung, thôi về nha con. Về nha cô. Về chị ơi. Con về anh cô. Cảm ơn mấy cô mấy chị. Rất ngậu. Dạ. Anh Dung nó quên á, nhặt con nhắc nó nhớ mới nhớ lại á. Là lại nhà hậu có con chó à. Con chó cái mặt xấu quá. Chết rồi hả? Ờ, lại nhà nó có con chó đó hiền á. Cái này không biết là người ghép là mấy chị đó luôn hay là mấy chú à? Luôn mấy người bà ta biết ghép luôn á. Ừ. Biết hết. Bây giờ mình đi dài dài một vòng ở trên đường này nha các bạn. Thì mình sẽ đi trên đường này xong rồi mình sẽ quẹo qua bên đường khác nữa. Nói chung là nhiều bông đó. Cái này quay không hết luôn. Tại đi mình đi mấy chục cây số là trồng bông không à. Nè có chị này nay ta còn lên bông lên bông mà lên còn lên bông là còn